Và kế tiếp là câu hỏi của bạn Hoàng Mục Mạc. Thì bây giờ mình thả tim cho bạn một cái rồi trả lời câu hỏi cho bạn nha. Bạn hỏi mình đó chính là hướng dẫn kháng gậy trên kênh Reup Công nghiệp được không Tâm? Thì á, bạn này đang cà khịa mình. Thì mình xin trả lời cho bạn nha. Xin chào các bạn, thì chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Trần Sĩ Tâm của mình, nơi mà các bạn sẽ cập nhật được những sách mới, những thuật toán mới YouTube và những thuật toán mới của cái network. Thì trong video ngày hôm nay, mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được gặp lại tất cả các bạn. Thì khi các bạn bước chân vào con đường làm YouTube kiếm tiền, các bạn có rất là nhiều câu hỏi, có rất là nhiều thắc mắc mà các bạn không biết hỏi ai. Thì từ bây giờ và sắp tới, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để trả lời những câu hỏi cho các bạn. Mình không hứa là mình sẽ trả lời được tất cả các câu hỏi cho các bạn, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức của mình, mong các bạn hiểu cho mình nha. Thì cụ thể ngày hôm qua đó, mình có đăng một đoạn video short ngắn. Mình hứa với các bạn rằng hôm nay mình sẽ trả lời tất cả bình luận bên trong cái video short ngắn đó. Thì á, hiện tại đã có hơn 100 bình luận bên trong video đó. Thì các bạn nghĩ đi, kênh YouTube của mình á, có hơn 300 video. Thì á, mình nhận được á, một ngày các bạn ít nhất á, là hơn 1.000 cái bình luận. Một mình á, không thể nào trả lời hết được các bạn. Nhưng mình hứa với các bạn rằng mình sẽ cố gắng hết khả năng của mình để mình trả lời những bình luận cho các bạn, để giúp cho các bạn có thật nhiều kiến thức để bạn bước đi trên con đường làm YouTube của các bạn một cách chính xác nhất, một cách đúng nhất để bạn phát triển kênh nha. Còn bây giờ thì không mất thời gian của các bạn, mời các bạn nhìn thẳng vào hình để mình chia sẻ cho các bạn thông qua những bình luận mình trả lời trong video này ngày hôm nay nha. Thì trong cái video short ngắn ngày hôm qua mình đăng, mình thông báo cho các bạn biết rằng là mình sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi của các bạn khi các bạn bình luận vào bên trong cái video short ngắn này. Thì ở đây các bạn thấy nè, là có đó chính là 100 cái bình luận. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành trả lời nhanh những cái bình luận bên trong này nha. Thì tại đây á, mình cũng xin nói luôn nha các bạn, là những người bạn nào á mà nói những cái lời cảm ơn này á, thì mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Những người bạn gửi lời cảm ơn đến cái video của mình, đến cái nội dung của mình đang làm, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn trong cái video này á, là mình sẽ trả lời những cái câu hỏi mà các bạn bình luận bên trong cái phần nội dung này nha. Và câu hỏi đầu tiên của bạn Gấu Hài Obstacle, bạn này hỏi mình á, đó chính là: anh Tâm ơi, chia sẻ về tiền quỹ short đi, vì có nhiều kênh mới lập ra không hiểu rõ về thời gian để kênh nhận được tiền từ quỹ short. Thì bây giờ mình trả lời ngắn gọn cho bạn Gấu Hài Obstacle nha. Thì hiện tại á, là YouTube chỉ trao tiền quỹ short cho những cái kênh YouTube mà đăng tải video dạng độc quyền ở trên kênh YouTube của họ. Là cho dù em có lấy video ở những nguồn khác, ví dụ như là TikTok, Facebook hoặc những nền tảng khác, miễn sao video đó ít bị trùng lặp ở trên YouTube và em làm cách nào cho nó mới mẻ hơn, thì hoàn toàn có thể nhận được tiền từ quỹ short. Nhưng nếu mà em dùng những video đó có logo của bên thứ ba, hoặc là những cái video đó đã tồn tại trên YouTube quá nhiều rồi, thì em đăng sâu lại thì chắc chắn em sẽ không nhận được tiền từ quỹ short nha. Còn cái kênh mà đủ điều kiện là kênh đó phải hoạt động từ 180 ngày trở lên thì mới đủ điều kiện để nhận được tiền từ quỹ short. Còn YouTube chắc chắn sẽ trả tiền cho các nhà sáng tạo về nội dung short nếu như mà cái nội dung đó chỉ tồn tại độc quyền trên kênh của họ mà thôi. Và câu hỏi tiếp theo là của bạn Duy Clip. Bạn này hỏi đó chính là: anh Tâm ơi, sao giờ kênh em ít người xem quá, có bị xì bam không anh? Thì bây giờ mình trả lời ngắn gọn cho bạn Duy Clip nha. Kênh của bạn á, nếu như bạn tự quay, bạn tự làm một cách đường đường chính chính á, thì bạn không sợ xì bam gì đâu. Xì bam á, có nghĩa rằng á, là bạn copy cái link của bạn á, bạn chia sẻ vào những cái hội nhóm mà không phải là của bạn, bạn đi xì bam vào các nhóm, hoặc là các bạn á, gửi cái link video của các bạn á, cho những người bạn bên trong cái một Messenger Facebook của các bạn hoặc Zalo, bạn xì bam một loạt luôn thì mới gọi là xì bam. Chứ các bạn mà làm bình thường tự nhiên thì kênh của bạn không phải là bị xì bam đâu nha, nên bạn yên tâm. Còn vấn đề ít người xem á, là bạn nên cải thiện nội dung của bạn lại cho nó hay hơn để giữ chân được khán giả khi xem video của các bạn, thì YouTube sẽ dễ dàng đề xuất hơn nha. Và câu hỏi tiếp theo là của bạn Bad Funny NDC. Bạn này hỏi mình đó chính là: bị cảnh cáo mà mất đề xuất luôn, nản quá anh ạ. Thì nếu như em chắc chắn rằng nội dung đó của em thì em cứ mạnh dạn kháng cáo. Còn em đi lấy video của người khác thì chắc chắn rằng em phải chấp nhận cái điều đó nha. Dám chơi là phải dám chịu nha. Và bây giờ mình sẽ kéo xuống và mình trả lời những câu hỏi tiếp theo nha. Rồi ở đây mình thấy có một câu hỏi tiếp theo, đó chính là của bạn Nam Nguyễn nè. Bạn này hỏi mình đó chính là: anh ơi, sao em đăng video mà ít người xem vậy? Thì em nên kiểm tra lại cái nội dung của em
em làm nội dung có thực sự tốt chưa. Quan trọng ở đây mình muốn phát triển kênh mà có nhiều người xem, nội dung nó phải gọi là có cái gì đó để cho khán giả xem và có sự tò mò để khán giả chia sẻ video của em đến bạn bè của họ hoặc lên Facebook hoặc lên các mạng xã hội của họ thì mới được nha. Và câu hỏi kế tiếp là của bạn Amethyson. Bạn hỏi mình là em phải kiếm được bao nhiêu view mỗi tháng để nhận được 1k đô từ quỹ Túc Sót. À, em cảm ơn anh ạ. Thì mình trả lời cho bạn nha. Có nghĩa rằng bây giờ YouTube chưa nói chính xác là bạn cần bao nhiêu view để bạn có thể kiếm được 100 đô hoặc 1.000 đô. Mà quan trọng ở đây là bạn làm nội dung là có nhiều view là bạn sẽ có được tiền từ quỹ Túc Sót. Đôi khi cái số view của bạn ít nhưng mà cái những người mà xem cái nội dung của bạn ở những quốc gia mà lớn thì bạn sẽ có nhiều tiền. Còn view của bạn nhiều nhưng mà những cái quốc gia họ xem cho bạn là những quốc gia nhỏ có RPM thấp thì bạn cũng sẽ không có nhiều tiền đâu. Nên bạn cần chú ý nha. Còn cái việc mà hiện tại không cần phải kiếm bao nhiêu view mới có tiền mà quan trọng là view của bạn đến từ quốc gia nào là cái điều quan trọng nhất thì mới hợp lệ nha. Rồi câu hỏi kế tiếp đó chính là của bạn Cường nè. Bạn hỏi mình: anh ơi, làm sao để kênh đạt 100k sub nhận nút bạc vậy anh? Nếu mà ai cũng làm được điều đó thì nó trở nên quá đơn giản rồi. Cái mà anh muốn nói cho em biết rằng là em phải chịu khó tìm hiểu và cố gắng làm một thời gian thì kênh mới phát triển được. Và nội dung chắc chắn trong đầu phải nghĩ rằng nó phải hay, phải có giá trị. Và khi khán giả xem video đó, họ muốn chia sẻ cái video đó cho bạn bè của họ xem thì điều đó mới gọi là làm YouTube thành công. Chứ mà mình làm nội dung mà ngay cả bản thân của mình mà mình không muốn xem thì chắc chắn một điều người khác cũng sẽ không muốn xem nha. Nên em cần chú ý. Và kế tiếp là câu hỏi của bạn Bình Nguyên Vũ ha. Bạn hỏi mình đó chính là: anh Tâm ơi, kênh của em lập được 1 năm 4 tháng rồi, đăng được 8 video thì bây giờ nên bỏ làm kênh mới hay vẫn làm kênh cũ ạ? Nếu như kênh của em mà một cái kênh mà em đã hoạt động 1 năm 4 tháng rồi mà kênh của em nó không có phát triển được thì bây giờ em nên bỏ cái kênh đó đi, lập kênh mới và làm lại từ đầu cho nó an toàn, cho nó ngon lành nha. Tại vì em đã bỏ kênh đó khá là lâu rồi và video đăng trên đó thì rất là ít, có 8 cái video à. Anh khuyên là nên bỏ làm kênh mới nha. Rồi, một bạn đó chính là Phong AG. Bạn này hỏi mình đó chính là: anh ơi, em không bị cảnh báo đăng video chỉ có 2-3 lượt xem, anh chỉ em với. Cái việc mà mình muốn nói với bạn rằng đăng video lên trên kênh của bạn mà ít view thì bạn phải có lòng kiên nhẫn và cố gắng làm ra được những video hay hơn để giữ chân được khán giả. Bạn làm được video mà ngay cái bản thân của bạn, bạn thích xem, bạn muốn xem đi xem lại hoài hoặc bạn gửi video đó cho bạn bè của bạn mà họ cảm thấy hứng thú thì lúc đó bạn đã làm nội dung tốt rồi nha. Còn nếu như mà không có nội dung hay thì chắc chắn rằng sẽ không có ai xem. Tại vì ngay cái bản thân của mình còn không muốn xem thì người khác họ cũng giống như mình nha các bạn. Và câu hỏi kế tiếp của một bạn đó chính là Phương Duy Bùi. Bạn này hỏi mình là: kênh em làm video content 100% mà chết do xì bam và thương mại lừa đảo. Em kháng một lần mà xịt rồi, nên đeo theo kháng nữa không anh? Kênh tâm huyết mà bị vậy em buồn quá à. Nếu như mà em làm nội dung content 100% mà em bị quét do xì bam lừa đảo, em kháng cáo một lần xịt thì em cứ đợi cho 15 ngày sau em lại vào kháng tiếp. Nhưng em nhớ là reset lại cái modem wifi của em cho nó có cái IP mới nha. Hoặc em đang dùng 4G thì em tắt chế độ máy bay và em bật lại, sau đó em hãy kháng cáo nha. Một câu hỏi kế tiếp đó chính là của bạn Nabi. Bạn hỏi mình đó chính là: anh Tâm ơi, làm video short có cần vào network không? Thì bây giờ mình trả lời cho bạn biết nha, làm video short không cần vào network nha bạn. Và câu hỏi kế tiếp của bạn đó chính là Quê Hương Cờ Đỏ. Bạn hỏi mình anh ơi, kênh của mình đủ người đăng ký đủ giờ, mình có nên chạy quảng cáo không anh? Nếu như em đã có kiến thức chạy quảng cáo hoặc là em đã có một tài khoản Google AdWords hoàn tất, hoàn chỉnh rồi, không bị vi phạm lỗi tránh né hệ thống, tài khoản vẫn đang hoạt động, thì khi kênh của em mà có được tầm 15 cái video và em đã đủ giờ đủ sub, thậm chí đã bật kiếm tiền rồi, thì em hãy tập trung chạy quảng cáo những cái video mà ngắn, những video mà tầm khoảng chừng đâu là 2 phút đến 3 phút, em tập trung chạy những quảng cáo trên những video đó. Và nhớ rằng video phải hay,
thì hãy chạy quảng cáo, còn video dở thì không nên chạy, và không nên chạy quảng cáo Google AdWords với những video quá dài. Và bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo nữa nha. Những câu hỏi mà liên quan đến vấn đề mình đã trả lời trước đó mình sẽ bỏ qua nha các bạn. Và câu hỏi tiếp theo của bạn Dương Công Minh, bạn hỏi câu hỏi này rất là hay. Đó chính là video ngắn của em view cao mà em đăng video dài chả ai xem. Và cái trường hợp này á, không chỉ riêng em mà tất cả những người đang làm về nội dung mà xen kẽ giữa video dài và video ngắn đều luôn gặp phải. Và có nhiều kênh á, họ làm rất là tối ưu, họ đăng video ngắn cũng có lượt xem nhiều, họ đăng video dài cũng có lượt xem nhiều, nói chung là nó quân bình lượt xem. Nhưng của mình làm á, thì khi mình đăng video ngắn á, thì nhiều người lượt xem, còn mình đăng video dài á, thì không ai xem. Thì có hai trường hợp để xảy ra. Thứ nhất á, là trước giờ á, em chưa có lượng fan ổn định ở trên kênh của em. Em chỉ mới làm YouTube những ngày đầu tiên thì vấn đề ở đây em chưa có lượng fan, mà em làm video ngắn, video dài xen kẽ như thế mà nội dung nó không thực sự ấn tượng thì điều chắc chắn rằng họ chỉ xem video ngắn và họ không hứng thú để xem video dài. Và trường hợp thứ hai á, đó chính là em đã có lượng fan rồi nhưng mà em đăng video ngắn á, thì có nhiều người xem, còn em đăng video dài á, lượt xem ít hơn video ngắn. Thì để giải quyết vấn đề này á, cũng khá là đơn giản. Cái video ngắn á, em nên á, là gần khúc cuối á, em tạo sự tò mò cho khán giả và dẫn dắt họ gõ được cái từ khóa tên kênh YouTube của em để họ tìm kiếm, để họ nhìn thấy được cái video dài. Hoặc em có thể cho họ nhìn cái ảnh thumbnail, ảnh màn hình thu nhỏ của video dài của em để họ tìm kiếm. Vì á, YouTube chỉ đề xuất video ngắn của em á, trên trang video ngắn của YouTube mà thôi, chứ YouTube không đề xuất cái video ngắn của em trên những video dài nên họ không nhìn thấy được nha, nên em cần chú ý. Kế tiếp là câu hỏi của bạn Xối Xám TV. Bạn này hỏi mình đó chính là: anh Tâm ơi, anh có thể chia sẻ ít kinh nghiệm về tăng cơ hội nhận được tiền từ quỹ Túc Sót được không? Thì bây giờ mình trả lời ngắn gọn cho bạn Xối Xám TV nha. Muốn tăng cơ hội để mà nhận được tiền từ quỹ Túc Sót, nội dung phải là nội dung độc quyền bạn đăng trên kênh của bạn, là chắc chắn 100% bạn sẽ nhận được tiền từ quỹ Túc Sót. Hai nữa, nếu như bạn không có khả năng đi quay, bạn có thể sử dụng cách đó chính là bán content, và nội dung mà bạn sử dụng lại, bạn cần phải biên tập cho nó thực sự là mới mẻ thì bạn mới thể tăng cơ hội nhận được tiền từ quỹ Túc Sót. Chứ nếu như chúng ta bê nguyên si thì khả năng nhận được tiền từ quỹ Túc Sót á, thì rất là khó trong thời điểm hiện tại này, vì họ thường xuyên thay đổi thuật toán, hôm qua khác, hôm nay lại khác, nên em cần chú ý nha. Và câu hỏi kế tiếp của bạn đó chính là Huy HTC. Câu hỏi này khá hay. Xin chào anh Tâm, cách đây 2 năm em có bật kiếm tiền bằng căn cước công dân của bản thân. Được 1 năm em không làm bị tắt kiếm tiền. Em đầu tư kênh mới, giờ em muốn dùng căn cước công dân đã bật kiếm tiền trước đó. Được không ạ? Cảm ơn anh rất nhiều. Thì câu hỏi này của bạn Huy HTC mình xin trả lời nha. Có nghĩa rằng bây giờ á, trước đó bạn đã từng dùng cái căn cước công dân của bạn và bạn đã bật kiếm tiền trên cái kênh trước đó của bạn rồi. Thì á, Google AdSense chỉ cho phép mỗi người chỉ được tạo một Google AdSense mà thôi. Thì á, điều này á, bây giờ bạn muốn làm kênh mới, đầu tư kênh mới thì bạn hoàn toàn có thể dùng lại cái AdSense mà bạn đã đăng ký trước đó. Mặc dù á, nó đã bị tắt kiếm tiền rồi nhưng bạn hoàn toàn có thể dùng AdSense đó nối vào kênh mới để bạn bật kiếm tiền. Với điều kiện, nghe rõ nha, với điều kiện là cái kênh trước đó bạn bị tắt kiếm tiền do cái lỗi đó chính là kênh không hoạt động, chứ mà bạn bị tắt kiếm tiền do những cái lỗi khác, ví dụ như là sử dụng nội dung kênh hiện không đủ điều kiện, nội dung trùng lập, thì mình khuyên bạn hãy dùng một giấy tờ tùy thân của người nhà, số điện thoại của người nhà và một cái điện thoại khác, khác wifi, nói chung là khác mọi thứ luôn, bạn dùng cái email đó bạn tạo AdSense mới thì mới được nha. Chứ nếu như bạn dùng lại cái AdSense mà bị vi phạm chính sách rồi á, thì khi bạn bật kiếm tiền kênh mới á, có khả năng vẫn không được YouTube chấp thuận nha. Và câu hỏi tiếp theo á, là của bạn Miu9X. Đây là kênh nghệ sĩ. Bạn này hỏi mình với nội dung câu hỏi như sau: anh ơi, kênh nghệ sĩ có bật được trang câu chuyện không ạ? Hoàn toàn những kênh bình thường hoặc là kênh nghệ sĩ đều có thể bật được trang câu chuyện, nên bạn cứ yên tâm. Điều kiện để được bật trang câu chuyện á, là bắt buộc bạn phải có, đó chính là trên 10.000 người đăng ký thì tính năng đó mới xuất hiện ở trên kênh của bạn. Và ngoài ra thì mình sợ bạn hiểu lầm giữa trang câu chuyện và bản tri thức YouTube. Trang câu chuyện và bản tri thức YouTube á, hoàn toàn khác nhau. Bản tri thức YouTube á, là khi mà bạn là một nghệ sĩ mà bạn đã phân phối nhiều bài nhạc ở các cửa hàng nhạc,
và bạn đã xác minh được cái bảng tri thức của YouTube rồi á, thì lập tức bạn gõ tên kênh của bạn là sẽ ra được nguyên một cái bảng thông báo bao gồm các bài nhạc của bạn hiện ngay trực tiếp, bạn có thể nhìn thấy giống như bạn gõ từ khóa là Mỹ Tâm hoặc là Sơn Tùng, hoặc bạn gõ tên của mình đó chính là Trần Sĩ Tâm Music, là bạn sẽ thấy liền nguyên một cái bảng thông báo bao gồm các bài nhạc hiện ra liền ngay lập tức. Thì rõ ràng các bạn nhìn thấy là khi mình trả lời những bình luận như thế này thì sẽ giúp cho các bạn có thêm rất là nhiều kiến thức thông qua những bình luận mà mình trả lời. Vì có những người làm YouTube lâu rồi cũng hỏi mình, và có những người bạn mới làm YouTube cũng hỏi mình những câu hỏi rất là đơn giản, những câu hỏi rất là phức tạp. Mình cũng sẽ cố gắng trả lời tất cả để giúp cho các bạn có thêm thật là nhiều kiến thức khi các bạn làm YouTube kiếm tiền nha. Và tiếp theo một câu hỏi nữa của một bạn đó chính là Vua Content Dạo. Bạn này hỏi mình đó chính là: anh hướng dẫn em làm thế nào để kênh YouTube chủ đề về game có thể bật kiếm tiền an toàn. Muốn làm chủ đề về game thì an toàn để có thể bật kiếm tiền và phát triển về lâu về dài, thứ nhất bên trong cái nội dung game của em bắt buộc nó phải có cái audio, tức là tiếng nói của em bên trong cái nội dung game đó, tức là em bình luận lại cái game đó thì hoàn toàn hợp lệ. Còn em chỉ có quay màn hình em chơi game không thì khi em bật kiếm tiền thì khả năng được duyệt sẽ không cao, và cho dù có được bật kiếm tiền thì sau này YouTube quét thì có khả năng sẽ bị tắt kiếm tiền, nên em cần chú ý nha. Và tiếp theo là một câu hỏi của bạn Dinh Chúc Camera nha. Bạn hỏi mình đó chính là: nếu kênh đang bị tắt bật kiếm tiền nhưng phần YouTube Short em up video ngắn lên, nếu có lượt xem tốt thì tiền có được cộng thêm vào tài khoản AdSense không anh, mặc dù kênh của em bị tắt bật kiếm tiền, cảm ơn anh. Nếu như kênh của bạn mà bị tắt kiếm tiền rồi thì chắc chắn một điều, bạn có đăng video short lên bạn cũng sẽ không nhận được tiền từ quỹ YouTube Short, nên bạn cần chú ý nha. Bạn chỉ nhận được tiền từ quỹ YouTube Short khi kênh của bạn đang bật kiếm tiền, hoặc kênh của bạn là chưa bật kiếm tiền lần nào, đang ở bước 1 thì mới được nha. Và câu hỏi tiếp theo của bạn MR, bạn hỏi mình á: Tâm ơi, kênh bán content dùng giọng đọc AI cộng ảnh cộng dựng người nội dung tự có bật được kiếm tiền không bạn? Thì mình trả lời cho bạn ngắn gọn nha, không được bật kiếm tiền, trừ khi bạn tham gia vào CMS, những cái network họ nhận cái kênh của bạn thì họ sẽ nối AdSense của họ vào để họ bật kiếm tiền thông qua CMS thì mới có khả năng bật, chứ bạn bật kiếm tiền qua AdSense là không được. Vì nội dung của bạn đang làm, bạn đang nói rõ ràng ở trên đây là dùng giọng đọc AI, là giọng đọc nhân tạo, thì mình chắc chắn với bạn một điều rằng cái khả năng bật kiếm tiền thông qua AdSense mà bạn không hề làm mới nội dung mà bạn dựng nội dung tự có không thì chắc chắn rằng rất khó để được bật kiếm tiền thông qua AdSense. Bạn cần chú ý về vấn đề này nha. Hỏi kế tiếp của bạn Tâm Tài, bạn hỏi mình với nội dung như sau: Tâm ơi, kênh anh mới làm 37 video, được người đăng ký là 450 người, vậy kênh có phát triển không? Nhưng anh không thấy giờ đêm qua ít. Thì bây giờ em xin trả lời cho anh nha. Cái việc mà anh làm được 37 video trong thời gian ngắn mà anh được 450 người đăng ký, vậy là quá tốt rồi. Cái việc mà giờ xem ít là do khán giả xem video của anh, họ xem video không có lâu, nên anh tập trung làm những cái video mà giữ chân được khán giả xem lâu hơn thì chắc chắn rằng sẽ tăng được cái giờ xem của anh lên, nên anh cần chú ý nha. Còn kênh mà đăng 37 video được 450 người đăng ký thì phát triển hoàn toàn bình thường. Rồi, và câu hỏi kế tiếp của bạn Min TV, bạn hỏi mình đó chính là: anh Tâm ơi, view của video ngắn short có được tính chung với video dài không anh, khi chưa bật kiếm tiền và đã bật kiếm tiền, cảm ơn anh. Video ngắn là cái view là trên cái trang của video ngắn là thuộc về quỹ YouTube Short. YouTube sẽ dựa vào những cái video mà có nội dung video short ngắn để YouTube trả tiền cho em. Còn video dài là khi em bật được kiếm tiền thì em sẽ được nhận tiền từ các nhà quảng cáo. Em nên nhớ rằng video short ngắn là tiền quỹ YouTube Short trích ra để trả tiền cho em. Còn video dài là thuộc về các nhà quảng cáo, khi mà kênh của em được bật kiếm tiền thì họ sẽ trả tiền cho em nếu như quảng cáo của họ đang đặt ở trên video của em. Video dài thì chắc chắn một điều là em sẽ có tiền nhiều, rất là nhiều so với video short ngắn nha. Và câu hỏi kế tiếp của bạn Nhi2K, bạn hỏi mình đó chính là: anh ơi, cho em hỏi, kênh của em đăng video lên không có lượt xem, vậy em xóa hết video cũ và làm chủ đề khác thì có sao không anh, có ảnh hưởng gì về sau không ạ? Thì như thế này nè, nếu như đã xác định rằng mình làm nội dung mà mình đăng lên trên kênh của mình, đăng hoài mà không người xem, thì cho dù mình xóa đi mình đăng nội dung mới thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Anh khuyên em, kênh của em còn trắng, chưa có gì cả, thì em hãy bỏ qua, tạo cái email mới, số điện thoại mới, tất cả đều mới ngon lành, làm lại từ đầu nó sẽ tốt hơn nha.
Và câu hỏi kế tiếp của bạn đó chính là cuộc sống quanh ta vlog. Bạn hỏi mình đó chính là mình có đăng video ngắn và có bên thứ ba thì có ảnh hưởng gì không bạn? Nếu như mà bạn sử dụng những hình ảnh bên thứ ba kèm theo cái review bình luận của bạn, giọng đọc của bạn, hoặc bạn có thể là bình luận lại một cái gì đó mà bạn dùng nội dung bên thứ ba, gọi là sử dụng nội dung hợp lý theo chính sách 107 của YouTube, thì hoàn toàn hợp lệ, bạn có thể phát triển được kênh thông qua dùng nội dung video bên thứ ba, nhưng mà nó là sử dụng nội dung hợp lý thì hoàn toàn bình thường. Còn bạn hoàn toàn bạn dùng nội dung bên thứ ba 100% mà bạn không có chỉnh sửa, chuyển đổi, mang lại giáo dục gì cả thì chắc chắn một điều là không hợp lệ nha. Và câu hỏi kế tiếp của một bạn đó chính là Thảo Pro TV. Bạn hỏi mình đó chính là Tâm ơi cho hỏi GA9 bị tránh né hệ thống, giờ mình tạo tài khoản mới làm cái khác để chạy quảng cáo cho kênh có được không vậy? Mong Tâm tip giúp mình nhé. Rồi, bây giờ mình thả tim cho bạn trước xong mình trả lời nha. Thì bây giờ mình trả lời cho bạn nha. Bạn hỏi á, chưa có rõ ràng. Bạn ở đây á, bạn chưa phân biệt được Google AdSense, Google AdWords là như thế nào. Cái từ mà bạn viết ở đây á, là GA là từ viết tắt cho Google AdSense, còn Google AdWords là khác. Bạn hỏi cái về cái lỗi tránh né hệ thống là nó liên quan đến Google AdWords để chạy quảng cáo. Thì bây giờ mình trả lời cho bạn nha. Ở đây á, bạn cần chú ý là nếu như bạn tạo tài khoản Google AdWords ra mà bị lỗi tránh né hệ thống, có nghĩa rằng á, bây giờ bạn có tạo tiếp tục nữa thì bạn đều bị cái lỗi này thôi, nó trở nên vô ích. Bạn nên hủy tài khoản đó và lấy tiền về. Sau đó bạn có thể kiếm một cái thẻ ngân hàng mới, một cái số điện thoại mới, một cái wifi mới, một thiết bị điện thoại di động mới, thì bạn mới có thể tạo một tài khoản Google AdWords mới được nha. Chứ nếu như mà bạn dùng lại thông tin cũ để tạo tài khoản Google AdWords mới á, thì điều đó sẽ không làm được nha. Và câu hỏi kế tiếp của bạn Huỳnh Văn Thịnh, bạn hỏi mình đó chính là anh có thể chỉ ra một số chủ đề làm video short và cơ hội nhận được tiền từ quỹ túc short không ạ? À? Thì bây giờ á, mình xin trả lời cho bạn nha. Ngắn gọn, bạn muốn chắc chắn tăng được cơ hội mà nhận được tiền từ quỹ túc xót, bắt buộc video phải của bạn quay, hoặc bạn dùng nội dung bên thứ ba, bạn review lại, bình luận lại, mang lại giá trị, mang lại giáo dục theo đúng chính sách sử dụng nội dung hợp lý của YouTube 107 thì hoàn toàn bạn có thể nhận được tiền từ quỹ túc xót 100%. Còn làm chủ đề nào á để nhận được tiền từ quỹ túc xót á, thì chủ đề nào cũng có thể nhận được tiền từ quỹ túc xót, mà quan trọng ở đây là bạn đang thích làm ở chủ đề nào. Nếu bạn thích làm chủ đề nào á thì bạn cứ bám sát chủ đề đó và tập trung làm những cái bạn thích thì chắc chắn bạn đang đi đúng con đường. Và kế tiếp là câu hỏi của bạn Hoàng Mục Mạc. Thì bây giờ mình thả tim cho bạn một cái rồi trả lời câu hỏi cho bạn nha. Bạn hỏi mình đó chính là hướng dẫn kháng gậy trên kênh Re-up Công nghiệp được không Tâm? Thì á, bạn này đang cà khịa mình. Thì mình xin trả lời cho bạn nha. Cái việc mà kháng gậy trên kênh content, kháng gậy vơ bản quyền nè, hoặc là kháng gậy re-up bị đối thủ đánh gậy nè, hoặc bị một cái bên thứ ba họ đánh gậy bản quyền, thì hoàn toàn chúng ta có thể kháng được gậy. Nhưng mà ở đây chúng ta đã xác định rằng làm re-up công nghiệp rồi á, thì đây là cái chuyện tế nhị. Cái việc này á, nếu bạn gặp mà bạn kháng không được á, thì bạn liên hệ mình sẽ kháng giúp cho bạn và mình lấy tiền. Tại vì ở đây á, làm re-up á, thì đa số tiền nó rất là cao. Cái việc mà chúng ta cần phải kháng được cái gậy đó để chúng ta tổng tiền được á, đó cái điều khó khăn của những người bạn mà làm YouTube công nghiệp. Thì bên mình nó có thể giúp bạn kháng gậy được, chứ còn mà chia sẻ ra thì chắc kênh của mình cũng nhanh bay màu lắm. Tại vì mình ảnh hưởng đến cái chén cơm manh áo của nhiều người khác á, thì họ không tha cho mình đâu. Cho dù mình giỏi cỡ nào chăng nữa, nhưng mà nhiều người hợp lực lại á, thì mình cũng không chịu nổi. Mong bạn thông cảm nha. Và câu hỏi kế tiếp của một bạn đó chính là MUS Upsco nha. Đây là kênh nghệ sĩ. Bạn hỏi mình với câu hỏi như sau. Em sản xuất nội dung thu về view khá cao, nhưng là số người đăng ký của em lên khá thấp. Anh có cách nào để tăng được số lượng người đăng ký không ạ? À? Thì vấn đề như thế này. Em đang làm nội dung mà có view khá cao, đó chính là cái lợi thế cho em. Còn cái việc mà khán giả có muốn đăng ký kênh hay không, đó chính là họ xem video của em, họ có hứng thú hay không, và họ có muốn đăng ký kênh hay không, đó là cái quyền của họ. Mình không thể nào ép họ được nha. Ngoài ra thì em có thể sử dụng những cái mẹo, ví dụ như là mình có thể là kêu gọi các bạn đăng ký kênh, like ủng hộ cho mình, hoặc là bình luận, hoặc là mình có thể sử dụng những cái biểu tượng để mà giúp cho họ nhận diện được phải bấm vào đâu để mà có thể đăng ký kênh hoặc là like bình luận cho bạn nha. Và câu hỏi kế tiếp của một bạn đó chính là 404, thì bây giờ mình thả tim cho bạn trước nha, và sau đó mình sẽ trả lời cho bạn. Đó chính là sao video short của anh Tâm có quảng cáo ở phần đầu vậy? YouTube nay chạy quảng cáo trên video short rồi hả anh Tâm? Thì bây giờ mình xin trả lời thắc mắc cho bạn nha. Bạn đã thắc mắc rằng á, tại sao video của mình á, ở đầu video lại có quảng cáo, video của bạn á, cũng video short luôn mà không quảng cáo. Thì bây giờ mình xin trả lời cho bạn nha.
Quảng cáo hoàn toàn có thể chạy trên video short, nhưng ở những thiết bị như sau. Ví dụ như là người ta xem ở máy tính bảng nè, laptop nè, TV nè, thì quảng cáo vẫn xuất hiện cách bình thường. Nhưng mà người ta xem ở trên điện thoại, trên trang video short thì sẽ không có quảng cáo xuất hiện. Và ngoài ra thì quảng cáo xuất hiện đòi hỏi kênh YouTube của bạn phải được bật tính năng kiếm tiền thì quảng cáo mới xuất hiện được trên các thiết bị khác nha, trừ thiết bị điện thoại di động. Và câu hỏi kế tiếp của bạn Hữu Vinh Nguyễn ha, bạn này hỏi mình đó chính là làm YouTube không cần chèn nhạc, làm theo kiểu mộc mạc được không Tâm? Hoàn toàn bình thường, làm mộc mạc càng tốt, chắc chắn bạn đang đi đúng hướng. Và nếu như bạn đang có nội dung mà mộc mạc giản dị, yên bình, thơ mộng thì bạn cứ thoải mái phát triển nha. Và câu hỏi kế tiếp là của bạn Định Nguyễn ha, bạn này hỏi mình đó chính là Tâm ơi, hôm nọ có một video short ngắn mình đã đăng ở TikTok rồi và sau đó mình lấy về mình đăng trên YouTube, vẫn là nhạc TikTok. Đăng xong thấy YouTube báo vi phạm bản quyền, sau đó mình đã xóa đi. Như vậy có ảnh hưởng gì đến kênh sau này không bạn? Mình nói ngắn gọn như thế này cho bạn dễ hiểu. Video bạn đăng ở TikTok rồi, bạn lấy bạn đăng lại trên YouTube mà có bị báo vi phạm bản quyền thông qua Content ID là hoàn toàn bình thường. Bạn không thích, bạn sẽ thay nhạc của YouTube hoặc bạn xóa đi thì hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng gì đến kênh của bạn sau này nha. Thì nãy giờ mình đã cố gắng hết sức của mình để mình trả lời những bình luận bên trong cái video short ngắn đó. Các bạn cũng thông cảm cho mình nha, vì nó quá nhiều, với sức của mình á, mình không thể nào trả lời hết được. Nhưng mình cũng sẽ cố gắng trả lời cho các bạn từ bây giờ và những video sắp tới. Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cụ thể để chia sẻ và trả lời cho các bạn thông qua những cái bình luận mà các bạn bình luận bên dưới video của mình. Các bạn làm ơn viết có dấu giùm cho mình để khi mình đọc mình dễ hiểu, để mình có thể trả lời cho các bạn một cách chính xác nhất nha. Còn bây giờ thì các bạn thấy video mình hay, hữu ích thì các bạn tặng cho mình một like. Còn các bạn nào chưa đăng ký kênh thì còn ngần ngại gì nữa, bấm đăng ký kênh trước khi các bạn rời đi. Còn bây giờ mình xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.